Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe ô tô 7 chỗ đi trộm chó. Đáng nói, cách thức hoạt động của nhóm này vô cùng tinh vi và liều lĩnh, chỉ trong vòng 15 giây đã có thể hạ gục một chú chó. Trong đoạn clip được đăng tải, vụ trộm xảy ra vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 9 tháng 12. Chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen mang biển số thành phố Hồ Chí Minh đang di chuyển bất ngờ lùi lại phía sau. Ngay sau đó, một tên trộm trên xe nhoài người ra ngoài, dùng súng điện bắn thẳng về phía chú chó. Khi chú chó bị bắn bất tỉnh, một đối tượng khác từ trên xe nhảy xuống, bế con vật bỏ vào trong xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động của nhóm này. Một số ý kiến mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh xử lý nghiêm hành vi trộm cắp. Thưa quý vị, một vụ việc hy hữu vừa xảy ra ở Malaysia. Một tài xế đã bị hành khách trẻ tuổi rút dao đâm vào ngực, song nam tài xế này may mắn sống sót nhờ dây an toàn che chắn. Theo cảnh sát Malaysia, vụ việc xảy ra khi nam tài xế 65 tuổi chở một cậu bé 13 tuổi ở Sungai Petani, bang Kedah vào cuối tuần trước. Trong đoạn video được quay bởi camera lắp trong xe, ban đầu cả hai đều trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, thiếu niên bỗng ngồi sát về phía trước, cậu bé rút dao đâm vào ngực tài xế để lấy số tiền người đàn ông rút ra từ túi áo. Con dao chỉ đâm vào dây an toàn của tài xế và chệch hướng. Ngay lập tức ông này vội chống trả lại tên cướp tuổi tin. Nam tài xế cắn vào tay tên cướp, rút được dao của cậu bé cũng như giữ lại được toàn bộ số tiền. Thấy vụ cướp không thành công, tên cướp vị thành niên chạy trốn khỏi xe. Cảnh sát trưởng quận Kuala Muda Jadi Chehasan cho biết nghi phạm đã sử dụng ứng dụng gọi xe. Tuy nhiên, trong quá trình đi xe, nghi phạm lại giở trò xin tài xế cho vay để trả tiền thuê nhà, nhưng không được nên nảy sinh ý định cướp. Cho tới khoảng 22 giờ tối cùng ngày, thiếu niên được xác định và bắt giữ. Theo báo cáo, cảnh sát cũng đã thu hồi một con dao dài 25cm từ xe của nạn nhân.